đội khách. Felix Achala, cơ hội rất thoáng, cú sút từ xa, tỷ số là 1-2. Một pha dàn xếp rất đẹp mắt, đó là tình huống dàn xếp đẹp mắt đầu tiên trong trận, và tập đoàn KC Đồng Tháp đã cho thấy được sự hiệu quả của mình. Người đã thực hiện một pha dứt điểm rất quyết đoán và căng như kẻ chỉ, đó là số 11 Văn Mộc. Bàn thắng đã giúp cho trận đấu sẽ hấp dẫn hơn chứ không còn tỏ ra nhàm chán với thế trận quá chênh lệch dành cho đội chủ nhà. Nhưng rõ ràng trong bàn thắng vừa rồi của đội khách cho thấy cũng có sự sơ hở và chủ quan nhất định của các cầu thủ đội chủ nhà, từ pha cầm bóng và để bắt bóng rất nguy hiểm ở khu vực giữa sân của Nguyễn Rogerio. Và sau đó thì hành lang cánh trái của đội chủ nhà với sự trấn giữ của Trọng Bình thì anh cũng đã để mất vị trí, và một khoảng trống quá thuận lợi dành cho số 11 đó là Văn Mộc được tạo ra. Rõ ràng trong tình huống vừa rồi Văn Mộc sút chính xác và căng như vậy thì bàn thắng đối với họ cũng là điều rất dễ hiểu.